Hôm nay tôi bao kazu. Tại sao? Ngày sinh nhật của tôi hả? Mỗi ngày tôi cảm ơn kazu. Cảm ơn. Yeah. Đi. Tôi chuẩn bị cho ăn kazu trong này quá. Hôm nay là còn gì lo? Cảm ơn chưa? Hiện nay tôi khỏe nên không cần ăn poppy long. Nghe nói lúc này là lát mồm. Tôi thấy được mặt máu. Sợ quá. Đẹp. Chúng mà bán lâu kia. Ok, không sao đâu. Đây là phải ăn một miếng hả? Cảm giác của mình là không tốt. Đáng sợ. Nên không biết hương vị này. Không ngờ sắp bay. Tôi không thích cái này. Thích hobby long hơn. Không vì hobby long là giống sôi trứng. Chắc là ở đây khám. Đây là cái gì? Cái gì? Muốn gì? Không biết. Không. Em. Không biết rõ. Hoặc là đâu? Đâu vậy? Ai nói hobby luôn là tốt cho sức khỏe? Tại sao bây giờ tôi chỗ này mệt thay rừng đau. Hobby luôn là tốt cho sức khỏe, nhưng mà không tốt tim. Tôi không hiểu tại sao mọi người thích hobby luôn. Kazu muốn ăn lại món này thôi. Không cần ăn nữa trong cuộc đời của mình. Không bao giờ. Các bạn thấy Kazu sẽ thế nào trong tương lai? Khỏe mạnh nữa thì mọi người phải ăn hobby luôn nhiều lần. Kazu sẽ trở thành người già. Thì các bạn đừng ăn hobby luôn nhé. Tôi muốn đi về ngay.